Kính chào quý khách, đây là tư liệu của động cơ điện PAMA GL 3 pha chuyên xuất khẩu châu Âu của công ty Minh Motor. Động cơ này có ưu điểm là hộp cực quay được 360 độ ở giữa, bên trái, bên phải, thuận tiện cho việc lắp đặt. Đây là bản vé motor 3 pha với động cơ 0,55 kW, 3/4 ngựa, 3/4 HP, tốc độ 720 vòng một phút, có mã hàng là 90L. Ở đây, tâm nô đế ngang trục ký hiệu là A bằng 140mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm nỗ này tới vị trí tâm nỗ này. Tâm nô đế dọc trục ký hiệu là B bằng 125mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm nỗ này tới vị trí tâm nỗ này. Đường kính trục D bằng 24mm. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 200mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà quý vị muốn, ví dụ như chiều cao tâm trục ở đây bằng 90 hay chiều dài trục bằng 50mm, hoặc là tổng chiều dài thân bằng 340mm. Đây chính là tổng chiều dài thân. Xin cảm ơn quý khách.